ATM Lucky, Phao Việt, đồng hành cùng chương trình. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Bản tin tiêu dùng được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh thông tin Invest TV. Và tôi là Quốc Anh, đồng hành cùng quý vị trong ngày hôm nay. Đột phá khẩu trang phát hiện COVID-19 của Mỹ. iPhone 13 sắp ra mắt với nhiều đột phá. Công ty xe công nghệ Trung Quốc bị xóa sau vài ngày IPO. Sẽ bán bảo hiểm trên sàn thương mại điện tử. Kiếm triệu đô từ lông gà vào vịt. 40.000 thuê bao rời Việt Nam Mobile trong một tháng. Hãng hàng không Việt nhận chứng chỉ chống dịch tốt nhất trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây, loại khẩu trang có khả năng phát hiện các biến chủng virus cúm vừa được các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts mô tả chi tiết phát minh trên tạp chí Nature Biotechnology. Ngoài khả năng xét nghiệm COVID-19 chính xác tới mức có thể phân biệt được các biến chủng, khẩu trang của nhóm các nhà khoa học Mỹ còn có thể xác định được mầm bệnh khác, chẳng hạn như cảm cúm. Để vận hành khẩu trang, các nhà nghiên cứu sử dụng một cảm biến sinh học có thể mang trên người, đủ nhỏ để tích hợp trên khẩu trang. Sau khi hít thở qua khẩu trang từ 15 đến 30 phút, người dùng bấm nút trên cảm biến, kết quả xét nghiệm COVID-19 sẽ xuất hiện trên dải màu tương tự như que thử thai chỉ trong vòng 90 phút. Cảm biến gắn vào khẩu trang được phát triển từ nghiên cứu trước đây của nhà nghiên cứu hàng đầu về công nghệ giải phóng tế bào sấy khô đông lạnh. Độ nhạy của thiết bị tương đương xét nghiệm RT-PCR tiêu chuẩn và hiển thị kết quả khá nhanh. Việc tạo ra chúng có thể loại bỏ nhiều rào cản đối với xét nghiệm trong thực tế. Mỗi chiếc khẩu trang xét nghiệm này giá khá rẻ, chỉ khoảng $5, không bao gồm chi phí đóng gói. Chỉ còn ít tháng nữa, thế hệ iPhone 13 sẽ được ra mắt với nhiều đột phá về cả thiết kế lẫn cấu hình bên trong. Với tiết lộ từ nhiều nhà thiết kế về concept mới, chiếc iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max là sản phẩm đang được nhiều tín đồ công nghệ trông chờ nhất hiện nay. Từ những hình ảnh được công bố, có thể dễ dàng nhận ra cụm camera rất nhiều thay đổi, tạo cảm giác phần camera lồi với phần viền dày hơn. Ngoài ra, phần tai thỏ được thiết kế nhỏ hơn, đồng thời cũng bổ sung thêm màu mới vào thế hệ này là màu đỏ. Kích thước của cụm camera bên trong của iPhone 13 Pro sẽ tăng lên vì được tích hợp bộ cảm biến mới giúp hiệu suất của máy tăng đáng kể so với người tiền nhiệm. Bên cạnh đó, những hình ảnh tiết lộ còn thấy Touch ID sẽ được tích hợp vào nút nguồn bên cạnh, vẫn là màn hình ProMotion với tốc độ làm mới là 120Hz, đồng thời là sự xuất hiện chắc chắn của con chip A13 Bionic. Bản concept cũng tiết lộ giá khởi điểm của iPhone 13 Pro Max là khoảng 25 triệu đồng và giá khởi điểm của iPhone 13 Pro là thấp hơn khoảng 23 triệu đồng. Thưa quý vị, bị cáo buộc vì không tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu người dùng, ứng dụng xe công nghệ Didi Chuxing Sinh của Trung Quốc mới đây đã bị Cục Không gian mạng nước này ra lệnh gỡ bỏ khỏi các kho ứng dụng chỉ sau vài ngày IPO tại Mỹ. Didi mới ra mắt trên sàn New York vào ngày 30 tháng 6 vừa qua sau đợt IPO trị giá 4,4 tỷ đô la Mỹ. Được biết, đợt IPO của Didi được dẫn dắt bởi các ngân hàng đầu tư quốc gia đỉnh đám như Goldman Sachs, Morgan Stanley. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày ra mắt, cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc đã ra lệnh loại bỏ ứng dụng này khỏi các kho ứng dụng lớn như Apple Store và Apple Gallery của Huawei. Cơ quan này tuyên bố ứng dụng Didi đã thu nhập trái phép dữ liệu cá nhân từ người dùng. Cùng với lệnh cấm, CAC cũng yêu cầu công ty này phải khắc phục các vấn đề theo yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn quốc gia, đồng thời thực hiện các bước bảo vệ thông tin người tiêu dùng. Trước lệnh cấm này, Didi sẽ không có thêm người dùng mới, nhưng ứng dụng vẫn tiếp tục được hoạt động bình thường. Hiện tại, trung bình mỗi ngày ứng dụng này giúp thực hiện 20 triệu chuyến đi tại Trung Quốc. Được biết, trước đó Didi từng được định giá lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Nhưng sau thương vụ IPO, mức định giá đã tụt xuống chỉ còn 67,5 tỷ đô la Mỹ. Vào năm 2016, Apple cũng đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào công ty này và là thành viên của ban quản trị. Song song với đó, Didi cũng nỗ lực nghiên cứu và phát triển thị trường dịch vụ xe tự lái của Apple Car. Vừa qua, Tiki đã thông báo sẽ bổ sung bảo hiểm của AIA vào sản phẩm kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Việc thêm dịch vụ tài chính này, Tiki bày tỏ tham vọng công nghệ tài chính sẽ giúp sàn thương mại điện tử giành giật thị phần từ tay các đối thủ như Shopee và Lazada.
Vừa qua, Tiki đã thông báo sẽ bổ sung sản phẩm bảo hiểm của AIA vào sản phẩm kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Việc thêm dịch vụ tài chính này, Tiki bày tỏ tham vọng công nghệ tài chính sẽ giúp sàn thương mại điện tử giành giật thị phần từ tay các đối thủ như Shopee và Lazada. Đại diện Tiki cho biết khách hàng Việt Nam có thể mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ trên sàn thương mại điện tử. Tiki sẽ cá nhân hóa dịch vụ cho từng người dùng cá nhân, ví dụ như gợi ý các gói bảo hiểm đặc thù, mở rộng các sản phẩm tài chính khác như gói tiết kiệm. AIA Việt Nam trở thành đối tác độc quyền của Tiki trong việc cung cấp đến hàng triệu khách hàng của Tiki giải pháp bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe phù hợp với nhu cầu thông qua nền tảng thương mại điện tử trong 10 năm. Lợi thế kinh doanh của Tiki nằm ở kho dữ liệu người dùng. Việc đánh giá và phân tích hành vi tiêu dùng của khách hàng giúp AIA dễ dàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, thói quen tiêu dùng thay đổi sau đại dịch thúc đẩy việc phát triển bán hàng trực tuyến. Thưa quý vị, tại Việt Nam, lông vũ khai thác từ các loại gia cầm như gà và vịt là một loại sản phẩm phổ biến. Tuy nhiên, khi xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, mặt hàng không mấy giá trị này lại đem về nguồn thu khổng lồ. Tại Việt Nam, lông vũ khai thác từ các loại gia cầm như gà, vịt là một loại sản phẩm phổ biến. Tuy nhiên, khi xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, mặt hàng không mấy giá trị này lại đem về nguồn thu khổng lồ. Theo Cục Thú Y, trong 6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp đã xuất khẩu khoảng 5.000 tấn lông vũ sang các nước với trị giá hơn 20 triệu đô la Mỹ. Trong đó, thị trường Trung Quốc mua nhiều nhất với hơn 4.000 tấn, và Trung Quốc cũng là quốc gia nhập khẩu nhiều lông vũ nhất từ Việt Nam. Còn trong năm 2020, 8.000 trên 10.000 tấn lông vũ đã được doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thành công sang Trung Quốc. Lãnh đạo của Cục Thú Y cho biết, lông vũ xuất khẩu phải được lấy từ gia cầm khỏe mạnh trong vùng an toàn dịch bệnh và đảm bảo không có tạp chất. Bên cạnh đó, lông vũ cũng phải đảm bảo yêu cầu về điều kiện bảo quản, tiêu chuẩn độ đục, độ tiêu hao oxy. Ngoài Trung Quốc, thị trường Mỹ và EU cũng có nhu cầu nhập khẩu lông vũ rất cao. Cục Thú Y cũng đã đăng ký thành công tài khoản trên hệ thống truy xuất nguồn gốc của EU nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu lông vũ vào thị trường này. Theo thống kê từ Cục Viễn thông, trong tháng 6 vừa qua đã có hơn 40.000 thuê bao dừng sử dụng dịch vụ nhà mạng Vietnam Mobile, đồng thời chỉ có một thuê bao chuyển đến nhà mạng này. Trong khi Viettel đang đứng đầu danh sách số thuê bao sử dụng, Vietnam Mobile đang có chiều hướng ngược lại. Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 đã có 52.853 thuê bao đăng ký rời mạng Vietnam Mobile, trong đó có 40.038 thuê bao thành công, tức là trung bình mỗi ngày có đến 1.379 thuê bao chia tay doanh nghiệp vốn ngoại này. Lũy kế sau gần 3 năm đã có gần 680.000 thuê bao rời Vietnam Mobile, trong khi đó ở chiều ngược lại chỉ có 384 thuê bao chuyển đến nhà mạng này. Ra đời năm 2007, Vietnam Mobile là doanh nghiệp viễn thông duy nhất có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nhà mạng này cũng theo đuổi định hướng cung cấp mạng dữ liệu, gói dữ liệu giá siêu rẻ, SIM số đẹp, thậm chí là miễn cước. Tuy nhiên, những vấn đề lớn dẫn đến việc người dùng phải tạm biệt Vietnam Mobile là do số lượng cửa hàng ít, lượng băng tần hạn chế, rào cản trong mạng 5G và nhà mạng này khó cung cấp các trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Thưa quý vị, Vietnam Airlines vừa trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam và thứ 9 trên thế giới được Skytrax cấp chứng chỉ 5 sao cao nhất về an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong chương trình đánh giá thực hiện trong tháng 5, tháng 6 năm 2021 bởi các chuyên gia Skytrax, Vietnam Airlines đã chinh phục được các tiêu chí khắt khe nhất của các tổ chức này, chứng minh cho nỗ lực vượt bậc của hãng trong việc bảo vệ sức khỏe của hành khách, người lao động và cộng đồng, qua đó giúp hành khách thêm tin tưởng, an tâm xuyên suốt hành trình bay. Nội dung đánh giá bao gồm tất cả các biện pháp phòng chống dịch áp dụng trong suốt quá trình trải nghiệm của hành khách với hãng hàng không, như thông tin cho hành khách phòng chống dịch trên website, công tác bảo vệ khử khuẩn trung tàu bay, trang thiết bị phục vụ cho hành khách, các biện pháp hạn chế tiếp xúc, trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên. Kết quả đánh giá cho thấy, trên thang điểm từ 1 đến 5 sao, Vietnam Airlines có gần 99% tiêu chí đạt chuẩn 5 sao và trên 4 sao. Hãng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm phục vụ khách hàng và phòng chống dịch. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Vietnam Airlines trở thành một trong những hãng hàng không được ưa chuộng nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tiêu dùng tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi, cũng như cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần ATM Lucky Việt Nam.
Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để cập nhật thông tin cũng như kiến thức bổ ích. Nếu quý vị có thắc mắc về chương trình, xin vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình 0823465555 hoặc địa chỉ banbientap@invest.com.vn. Và còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.